Hello tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình là Lớp FIFA Mobile. Thì vừa rồi chúng ta đã nhập cái code và nhận được 25 cúp vàng. Thì tại video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách bung level. Khi mà anh em nhận được 25 cúp vàng như vậy thì đầu tiên anh em sẽ vào shop chọn giao diện như thế này cho mình. Cột thứ 3 từ trái sang, dòng thứ 2 từ dưới lên. Mình sẽ làm thật chậm để anh em tân thủ, anh em newbie có thể nắm được cách bung level này nha. Nói là bung level thôi chứ thực chất chỉ là cách để nâng cấp level nhanh anh em ạ. Như anh em nào cày clone thì phải gọi là tuyệt vời. Một cái cốt siêu to khổng lồ luôn. Nói đúng nghĩa là siêu to khổng lồ. 3 triệu TP, một cầu thủ OVR 111 và rất nhiều level được nâng lên. Thì đây, sau khi anh em vào giao diện thì anh em sẽ chọn vào hình cúp bạc cho mình nha anh em. Giao diện anh em nhìn kỹ lại cho mình. Đây, rồi ấn vào hình cúp bạc này. Đấy. Cứ mỗi cúp vàng thì anh em chúng ta sẽ đổi được 10 cúp bạc. Thì vị chi là 25 cúp vàng sẽ đổi được 250 cúp bạc nha anh em. Anh em cứ ấn từ từ thôi, mỗi lần nó chỉ cho đổi 10 cúp vàng thôi anh em ạ. Đây mình sẽ thử luôn. 10 cúp vàng sẽ đổi được 100 cúp bạc. Quá chuẩn. Tiếp tục 10 cúp vàng tiếp sẽ đổi tiếp được 100 cúp bạc tiếp. Rất là đơn giản. Code thật sự ngon luôn. Nhưng anh em nào mới chơi có cái code này thì tuyệt vời. Lại còn có 10 cầu thủ full mat nữa chứ. Ấm luôn. Thật sự thì game rất hay anh em ạ. Mình khẳng định luôn, game rất hay và hỗ trợ người chơi rất nhiều. Tiếp tục, sau khi anh em đổi thành 250 cúp bạc, anh em sẽ ấn sang cái cúp đồng ở bên cạnh ấy. Đây, mình lại chỉnh lại, ấn sang cúp đồng ở bên cạnh. Đây, bây giờ anh em cứ đổi thôi. Anh em nhìn nhá, 10 cúp bạc này. 10 cúp bạc, xem nào. Đây, mình sẽ cho anh em xem. 10 cúp bạc được 1.000 cúp đồng anh em ạ. 10 cúp bạc là 1.000 cúp đồng luôn. Đấy, anh em cứ đổi tầm 40 cúp bạc thôi. Còn lại để lại sang các tuần sau nha. Đổi lấy khoảng 4.000 cúp đồng thôi anh em ạ. Anh em cứ làm theo mình, không bao giờ chịu thiệt đâu, yên tâm. Đổi khoảng... đây mình sẽ phân tích luôn cho anh em này. Bây giờ mình sẽ thoát ra nhé, để phân tích cho anh em. Cái chỗ đổi skin bot thì ngay đầu đấy. Đây 100 cúp đồng thì đổi được 50 skin bot anh em ạ. Thì với 4.000 cúp đồng anh em sẽ đổi được 2.000 skin bot nha. Mỗi tuần anh em đổi được 2.000 skin bot. Sợ thật. Chất thật. Đây 1.000 cúp đồng nữa là sẽ được 4.000 cúp đồng. Đây sau đó anh em sẽ ấn vào cái chỗ đổi skin bot đấy. Anh em nhìn nhé. Cứ 1.000 cúp đồng thì chúng ta sẽ nhận được 500 skin bot. Một tuần nó cho hình như đổi tối đa là 4.000 cúp đồng thôi. Đây anh em nhìn cho mình xem có phải 500 skin bot đây không? Chuẩn rồi nhỉ? Nếu mà có gì sai sót thì anh em có bí nha. Tại mình làm nhanh cho anh em cách bung level clone cho nó nhanh. Đây 9, 13. Đoạn này mình làm hơi nhanh đấy anh em ạ. Nhưng mà cái chỗ đổi này thì mình cũng phải làm như vậy thôi. Không thì anh em xem anh em lại thấy khó chịu. Cứ đổi 4 lần. Mỗi lần 1.000 cúp đồng nha anh em. Sang tuần nó lại cho anh em đổi tiếp. Rất ngon. Toàn 16 skin bot các thứ kìa kìa. Nhưng anh em nào mới chơi thì thôi rồi, nâng level lên 20-30 cái vèo một. Không bao giờ phải ngại về cái vấn đề đó luôn. Đấy. Nó chỉ cho anh em đổi 4.000 cúp đồng thôi. Hết cách đó rồi. Có khi phải sang tuần anh em ạ. Sang tuần anh em đổi tiếp. Anh em còn 210 cúp bạc ấy. Tha hồ mà đổi. Nexon cho như thế này thì phải gọi là ui trời ơi. Các ác clone phải nổi lên đình nổi đám luôn. Không hiểu sao. Bây giờ mình sẽ vào mình nâng level nha. Tại cái account này của một bạn tặng mình anh em ạ. Mình cũng không làm cái gì, mình cứ để làm clip cho anh em xem ấy. Bạn ấy cày lên level 61 rồi. Còn một bạn trong group hay nạp bên mình ấy thì level 8 mấy cơ. Khiếp lắm anh em ạ. Toàn cao thủ thôi. Đây mình nâng lên. Nâng cái skin bot này là cách nhanh nhất để tăng level rồi. Không có cách nào nhanh hơn anh em ạ. Kể cả anh em có spam set thì cũng không nhanh được bằng nâng skin bot. Nâng tí lên. Đây ví dụ như mình đang 61 nhá. Mình nâng mấy cái là lên 62 luôn. Đấy lên 62 rồi. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Mình làm video ngắn để anh em xem, đỡ phải xem quảng cáo. Mình cũng không quan trọng cái doanh thu YouTube này lắm. Cảm ơn anh em rất nhiều.